sẽ không. Cường xin chào cả nhà nha, rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của Cường. Ngày hôm nay Cường đi săn ong tiếp tục cả nhà ơi. Thì vô trong đây thì giờ này cũng trưa lắm rồi cả nhà. Hồi sáng giờ thì cũng đi vòng vòng cả nhà mà không có ổ cả nhà ơi. Gặp ổ là bị anh em cắt gọi hết trơn cả nhà. Chạy đi sáng giờ khơi. Thì Cường vô trong cái vườn này cả nhà thì Cường cũng gặp được một tổ ong. Thì để Cường quay cho cả nhà xem. Nó đóng trên cây cốc này nè cả nhà. Nhưng mà nó bị cắt gọi một dao nghe cả nhà. Cắt không biết coi thời gian cắt lâu hay chưa mà cũng thấy cái đầu mặt nó có bộ nó no lại cả nhà. Nó đứng dưới nhìn lên thấy nó phì, em cũng im lắm. Thấy nó kênh cái đầu bọ lên thấy ghê lắm cả nhà. Chắc kiếm bầy nửa lít chắc được. Nói chung ra thì bây giờ hiện tại là bắt ong thời điểm này cả nhà, khó lắm cả nhà ơi. Kiếm ra được tô ong zin còn nói cả nhà nghe là trần thai luôn. Đổ mồ hôi sôi mắt luôn. Cường chạy đi ha, thiệt sự nhà mỗi lần đi ha, là kiếm tổ ong, ổ ong thì có nhiều lắm nhưng mà vô gặp tổ ong là toàn là bị cắt gồi với lại người ta cắt nhiều dao không mà nghe cả nhà. Cho nên là Cường quay clip thì nó có ổ zin với ổ cắt gồi thì cả nhà cũng xem ủng hộ cho Cường với nha. Chứ giờ ổ zin kiếm hết ra nổi rồi. Với lại ong giờ cả nhà nó thưa lắm, ít lắm. Bởi vì lớp người ta bắt rồi, lớp một số cô dì chú bác chủ vườn á thì cũng đốt nữa rồi xịt thuốc cho đi nữa, thành ra nó bị cạn kiệt ong á cả nhà, cho nên là hiếm lắm nghe cả nhà. Thì nãy giờ Cường cũng quấn gọi này kia xong rồi, Cường quấn bằng gọi truyền thống bằng lá dừa nghe cả nhà. Đó. Nhiều khi Cường quấn á cả nhà lá tươi nhiều lắm nhưng mà cả nhà biết sao không, lên á nhiều khi gió mái rồi đủ thứ hết rồi bắt đầu cây gọi nó cháy không mà nó không có khói gì hết, cho nên anh em cũng thông cảm với Cường cái chuyện đó nha. Giờ Cường mời cả nhà nha, để Cường mồi gọi lên cái nghe cả nhà. Không biết bị cắt lâu chưa nữa, thấy cũng dấu cũng cũ rồi đó cả nhà. Hy vọng là có mặt nha. Năm nay chắc coi bộ anh em bắt ong chắc coi bộ cũng hơi khó khăn. Tại vì giờ ta ra nghề nhiều quá cả nhà ơi. Anh em ai bắt cũng được hết. Thành ra cũng hiếm có ổ lắm. Đi ngày trời gặp được ổ với hai là mừng lắm. Có khi không có ổ nào luôn một ngày á. Rồi. Chưa hết nó xuống hay gì. Chưa hết nó xuống rồi cả nhà ơi. Nó xuống nó bu cừng con. Ong cũng lớn quá nè cả nhà. Bị cắt rồi bây giờ mà còn bự. Nè cả nhà. Cũng ngon lắm ha. Trời ơi không, cái cốc này không có thế để mà quấu này quay lại ảnh đại diện nữa. Khói muốn ngọt thở rồi trời. Dạ quýnh này cả nhà. Ông này bạn ông này chắc hung. Lắm nó quýnh này. Ừ.
cha. Mặt có lý quá cái nè. Dám vô quá trời rồi. Xí vô không vậy? Thấy mẹ con luôn rồi. Đóng ngay hướng mặt trời luôn. Trời ơi, bên led bên phì. Bây giờ quýnh cường dữ lắm, quýnh này. Trời ơi, bu cái máy cam coi nè. Quá trời rồi cả nhà ơi. Nè, cục mặt nó nè cả nhà. Nó cả nhà thấy không? Đi cắt gọn dao lú ra nè. Bên đây thì ít xe rồi. Phần bên đấy xịu quá. Nó nửa lít luôn á. Lên nó chụp cường nó quýnh như đúng rồi á. Chám vôi luôn cả nhà ơi, quá đã luôn. Kệ đi, có chám vôi là mừng lắm, mừng. Chám vôi nó không khô là được, nhiều cũng được hết. Thôi để còn cắt nó nghe cả nhà. Quýnh vô miếng mắt mấy cái nè. Đau thiệt luôn á. Dạ. Quýnh vô mắt không trời. Đi sâu còn gỡ sâu ra. Sâu ngay chân cái đầu mặt luôn. Thấy phì của lý quá mà nhờ chết cái nhà ơi. Ghét xuống cái đục quýnh quá. Quýnh vô cái lưng sống với giò cái tay gì không. Nửa lít mập cái ơi. Xuống cái đất cường sọ con này sao nha. Ở đây hồi nó quýnh cường hồi đó. Đi ra không nổi luôn. Ông mẹ hung dữ vậy ta. Nó quýnh. Nó quýnh má ơi luôn á. Trời ơi trời, coi nè cả nhà. Nó quýnh cường quá trời luôn rồi. Cả nhà coi nó bu quýnh, nó quýnh cái cặp. Dạ, nó quýnh cái cặp cường nè. Quá trời nó quýnh cái cặp luôn rồi nè. Nó bu cường đen như cục mật luôn cả nhà ơi. Nè, nó quýnh tay cường nào nãy gỡ biết nhiêu kim nữa. Hai bàn tay nãy giờ cũng gỡ chục vít có cả nhà. Ủa ông gì mà nó hung thấy ghê luôn trời. Ây da, nó quýnh đau lắm nghe cả nhà. Thì cũng được bao nhiêu đây mặt nghe cả nhà. Thế thì cường đoán là nửa lít đi ha. Thì thôi giờ cường ốp máy cả nhà. Cả nhà coi nó bu cường nè. Nè, xuống tới đất mà nó bu coi nè. Chịu không nổi với nó luôn cả nhà. Thôi cường ốp máy, cường đi kiếm nữa. Cường coi có, cường quay cho cả nhà xem nha.
lội từ sớm tới giờ cả nhà ơi. Sức mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ hôi hán gì bây giờ nó ra là còn hơn là lấy nước đổ vô nữa mới gặp được tổ ong nha cả nhà. Thì Cường cũng chia sẻ với cả nhà là cái tổ ong này là Cường kiếm nó cách đây khoảng mười mấy ngày trước rồi, là nó ăn bông khu vực vòng ngoài lộ á, là Cường đi kiếm vòng vòng hết rồi nhưng mà không ra. Bữa nay Cường vô cái cũng một chung cái cảnh này nữa nhưng mà nó nằm ở một cái góc khác nha cả nhà. Thì Cường mới phát hiện ra được tổ ong này nha cả nhà. Gặp tổ ong cái mừng quíu chân, hơi tổ ong gì tổ ong còn zin là thấy tê liền nha cả nhà. Đây Cường quay cái nhà xem nè. Nói chung ra thì bây giờ gặp tổ ong mà đừng ai cắt là mừng lắm. Rung giò cắn hết chân. Đây. Trời ơi. Ong bự dữ trời. Đây nè cả nhà. Hết biết luôn rồi. Trời ơi, sao mà nó bự dữ vậy? Có thể là tương lai là thấy nó con ong nó không có đi ăn hung cả nhà ơi. Thấy cũng hiu quá trời hiu rồi. Nó đóng cây này gì cây xanh hay gì cả nhà. Dạng như cây như trong trường học á. Tựa giống vậy đó mà không chắc không phải đâu. Đó, nó bự lắm cả nhà. Trời ơi trời. Cái đầu mặt nó hơi phì nhẹ nhẹ vuốt vuốt nè, không biết sao nè. Còn gặp tổ ong còn nói cả nhà nghe còn mừng quíu 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 luôn á. Thôi thì để Cường lên Cường bắt nó nghe cả nhà. Cường mời cả nhà cùng tiếp tục đồng hành với Cường nha. Rồi Cường đã cũng bả chuẩn bị xong cái xuôi hết trơn rồi. Đây cả nhà ơi. Giờ leo lên cái nha. Cây này thì nó cũng dễ leo à. Tổ ong cục mặt phì quá phì luôn. Hy vọng là sẽ được bí kíp nha cả nhà. Đó, trái rồi đó. Lội đi kiếm nó mấy lần cũng mới gặp á. Nó vẫn gặp cái giật mình luôn trời. Con ong nhưng mà nó khổng lồ thôi chứ. Trời ơi, nó bự rồi kìa. Quá trời ở nhà ơi. Đi cùng quay lấy anh đại diện cho cả nhà xem không ông. Khủng long luôn rồi. Nè cả nhà. Nó bự rồi trời. Khủng long bảo chúa. Hết biết luôn rồi. Quay góc đây rồi ra mà quay cái nữa. Đây là cái gì á cả nhà? Không phải cây xanh. Lá này tựa tựa vậy đó. Không biết phải không, nó giống quá. Nó quá. Quá trời nó bịch đi. Sao mà ra còn đi dướng như vậy. Dướng cho nên khó quay quá. Hơi rung lắc cả nhà thông cảm nha. Nè cả nhà. Trời ơi trời, cái bự. Bự mà nó ngóc cái đầu lên nữa nha. Quá trời tổ ong luôn rồi. Trời ơi nó khủng long. Ghê không cả nhà. Hy vọng là đừng có khô nha, khô là thua luôn. Nó quýnh này, bắt đầu nó quýnh này cả nhà. Ung khói vô cái mới được. Biết mặt mày như sao đây. Chưa thấy được cục mặt luôn. Ê, hình như chấm dồi cả nhà ơi.
còn thấy dấu hiệu chấm vôi rồi. Trời ơi, cục mật quá xá đã. Thật biết là đã luôn rồi. Dạ. Mặt là tầm 2 lít rồi cả nhà ơi. Quay cục mặt cho cả nhà xem nè. Trời ơi, cục mặt khủng long luôn má ơi, nó đã. Hên là cây này cũng dễ leo cho nên cũng không đến nổi nha cả nhà. Ây da, quýnh trời. Con nó quýnh cái tay cùng nè. Đây con nè, rồi đây con nữa nè cả nhà. Hai tay hai con luôn, hết đau rồi cả nhà ơi. Giờ cho mày quýnh như mày quýnh đi. Cục mặt đã quá là hết đau liền. Cả nhà coi cục mặt nè cả nhà. Hồng tươi luôn. Đó thì cô gì nào có sử dụng mặt thì liên hệ cho Cường nha. Số điện thoại Cường là 0363 797047. Đó là số Zalo luôn cả nhà ơi. Mặt quá tuyệt vời luôn. Coi đẹp coi nè cả nhà. Trời ơi trời, hết biết luôn không. Ở máy còn quay không cái đó. Ừ còn quay. Cường sợ nó tắt nghe cả nhà. Đã coi nè. Khủng lồ luôn. Hơi có sâu rồi nè cả nhà. Gỡ sâu ra. Ô, ông này làm như đang muốn chạy kèo quá cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái lường kèo nó không? Nhiều không có chứ cái mày 2 lít là chắc được. Bắt xuống rồi má ui đã. Rồi để cùng nha. Cắt nó cả nhà ơi. Quay nhiều đó cho cả nhà xem được không? Giờ cùng lấy mặt nha. Mặt xuống tới chân luôn cả nhà ơi. Mỗi này khó sử dĩ. Dạo thòng quá. Dạo thòng cho nên sữa dĩ nó hơi ăn con chút xíu nha cả nhà. Nó hơi nhiều con. Vậy cái dĩ ông mới xéo được. Nó quýnh vô tay cường. Hàng khủng. Ôi. Ông đó. Cái tôm vô liền liền rồi cả nhà ơi. Quá tai cục mặt rồi. Trời ơi nó mềm nhụm luôn cả nhà ơi. Trời ơi trời 2 lít dữ. Dữ lắm rồi hả. Nặng tay dữ lắm rồi. Tính đâu nó khô mà nhờ nó không khô cả nhà ơi. Mặt không à. Mặt nổi lòm luôn. Trời ơi nó đã coi nè. Cho vô thêm bịch nữa. Để thôi nó lủng cái kiểu à. Rồi nó đã coi nè cả nhà. Hết biết luôn cả nhà ơi, cục mặt coi nè. Cái bịch 5 kg đựng cái muốn không đủ luôn nha. Rồi, cũng xuống cả nhà.
cắt cái quạt tay luôn trời. Vô mánh cả nhà ơi. Đeo cây này hơi dướng chút xíu nữa nha. Bịch quá. Ông làm như không có phấn luôn á. Quá trời xuống tay rồi. Vừa xuống tay mà vừa mỏi tay luôn nữa. Nặng quá. Dướng tùm lum chân ta. Quá đã cả nhà ơi. Quay nó có hơi dở cả nhà thông cảm nha cả nhà. Dướng dây tùm lum hết trơn. Cả nhà coi cục mặt coi nè. Hết biết nó khủng long luôn rồi. Trời ơi nó mừng. Mặt cái vô đầy pin hết trơn cả nhà ơi, nước không rồi cả nhà. Mặt có đỏ coi nè. Đẻ quá đẹp luôn rồi. Trời ơi nó đã. Quá mừng luôn cả nhà ơi, thật sự mà nói nhà mừng quíu quíu này luôn, không thể nào mà diễn tả được luôn. Nó vui. Mình đi bắt ong ngày này ngày bà cậu mà cả nhà, bữa nào bắt có mặt được là mừng dữ lắm mừng. Ông gặp con ong như vậy nó không có ké nữa mà mặt nó xuống coi nè, xuống tới chân luôn. Hết biết nó sướng luôn rồi. Ôi. Mà thiệt chứ mà bắt được ong này cái là hết mệt liền luôn á. Thì bây giờ để Cường cũng xin video này hai ổ nó cũng hơi quá dài cả nhà ơi, thì Cường cũng xin up video tại đây nha. Thì cả nhà nào có sử dụng mặt thì cứ liên hệ cho Cường nha. Số điện thoại Cường có đọc trên video á, với lại có để dưới phần bình luận á. Cô gì nào có xài thì sử dụng mặt thì cứ liên hệ cho Cường. Bây giờ Cường xin bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo Cường.